trở lại sau ngày nghỉ lễ, vàng thế giới có thời điểm vượt mốc 1.800 đô la Mỹ. Tại Việt Nam, vàng SJC giảm, chênh lệch trong nước và thế giới vẫn còn cao. Tỷ giá đô la Mỹ quốc tế tăng nhẹ trước thềm báo cáo của Fed. Tại phố Wall, chỉ số Nasdaq lập kỷ lục, S&P 500 thì đứt mạch 7 phiên tăng liên tiếp. Lo sợ dịch Covid-19, chứng khoán Nhật Hàn cùng giảm điểm. Tại Việt Nam, hàng loạt cổ phiếu tím liệm, VN Index lấy lại đà tăng. Thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin tỷ giá vàng chứng khoán của FPMC ngày hôm nay. Đây là bản tin tỷ giá vàng chứng khoán của FPMC. Mở đầu là một số thông tin quốc tế. Đúng như dự báo trước đó, sau nhiều phiên lên sình lên xuống trong biên độ hẹp, cuối phiên chiều hôm qua 6 tháng 7 theo giờ địa phương, giá vàng thế giới bất ngờ đã có phiên tăng mạnh, có lúc vượt ngưỡng 1.800 đô la. Đáng tiếc thị trường không thể giữ được mức giá này lâu hơn. Trong khi đó, các nhà đầu tư đang theo dõi biên bản cuộc họp chính sách của Fed để đánh giá quỹ đạo tiếp theo của lãi suất. Kết thúc phiên ngày thứ ba, giá vàng giao ngay tăng 0,2% lên 1.794,3 đô la Mỹ cho một ao, sau khi tăng lên mức cao nhất trong phiên kể từ ngày 17 tháng 6 là 1.814 đô la. Giá vàng tương lai thì cũng tăng thêm 0,6% lên 1.794,2 đô la. Giá vàng thế giới có lúc tăng giảm hàng chục đô la Mỹ trong bối cảnh đầy biến động của các thị trường, khi đồng bạc xanh giảm giá so với nhiều đồng tiền chủ chốt khác. Lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã chạm mức thấp nhất trong 2 tuần qua đó thúc đẩy sức hấp dẫn của vàng vì nó có xu hướng làm giảm bớt chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại này. Vàng tăng còn do mặt hàng có quan hệ mật thiết là dầu đã tăng lên mức cao nhất trong vòng hơn 6 năm qua, do tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC đã hoãn cuộc họp tăng sản lượng dầu thô, chứng kiến cảnh giới đầu tư tài chính dồn vốn vào kim loại quý. Trong khi đó, những lo ngại về biến chủng Delta mới đã lan rộng số ca nhiễm COVID-19 tại nhiều quốc gia, tác động không tốt đến hoạt động kinh tế và xã hội toàn cầu. Từ đó, giá đầu tư tài chính giảm nhu cầu và mạnh tay bán cổ phiếu, làm cho thị trường chứng khoán Mỹ châu bao trùm trong sắc đỏ. Theo các phân tích của Goldman Sachs, việc nắm giữ vàng lâu nay vẫn là một kho lưu trữ giá trị trong dài hạn. Tuy nhiên, loại tài sản duy nhất phòng ngừa lạm phát đáng tin cậy lại là cổ phiếu Mỹ. Chứng khoán Mỹ đã vượt trội hơn lạm phát 100% trong khoảng thời gian qua. Vàng chỉ vượt trội hơn lạm phát khoảng 50% trong thời gian 19 năm. Vì vậy, trong tương lai, sở hữu cổ phiếu Mỹ là một biện pháp phòng ngừa lạm phát tốt hơn. Trước mắt, trong ngắn hạn, chứng khoán Mỹ cũng đã cho thấy sự vượt trội hơn vàng trong hầu hết các giai đoạn lạm phát tích cực. Hiện tại, sự chú ý đang tập trung vào biên bản cuộc họp mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, dự kiến được công bố vào ngày 7 tháng 7 theo giờ địa phương, để có những bước đi tiếp theo. Sau khi tháng trước, các nhà hoạch định chính sách của Fed dự kiến bắt đầu nâng lãi suất vào năm 2023, đã khiến giá vàng rớt mốc 1.800 đô la Mỹ một cách rất nhanh chóng. Giá vàng tại Việt Nam tính đến 11 giờ trưa hôm nay 7 tháng 7, bất chấp giá vàng thế giới tăng mạnh, giá vàng SJC niêm yết tại các doanh nghiệp hôm nay chỉ tăng nhẹ khoảng 50.000 đồng cho một lượng, thậm chí là không thay đổi so với hôm qua. So với giá vàng thế giới quy đổi thì giá vàng miếng SJC đang cao hơn khoảng 6,9 triệu đồng. Cụ thể, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC tăng nhẹ 50.000 cho cả hai chiều, chiều mua vào neo tại 56.800.000 đồng, chiều bán ra neo tại 57.400.000 đồng. Đây là doanh nghiệp có mức giá bán ra cao nhất trên thị trường, cùng với Phú Nhuận P&G, có mức giá bán ra thấp nhất tính đến thời điểm ghi nhận là Bảo Tín Minh Châu với chỉ 57.280.000 đồng. Nếu với mức giá mua vào cao nhất thì có Bảo Tín Minh Châu, Phú Nhuận và Phú Quý với giá là 56.850.000 đồng. Các loại vàng nhẫn vàng nữ trang thì điều chỉnh tăng nhẹ. Vàng bốn số 9 ghi nhận chiều mua dừng tại 51.350.000 đồng, chiều bán ra neo tại 51.950.000 đồng, tăng 50.000 đồng cho mỗi chiều. Vàng nữ trang 24K và vàng 18K thì cũng có mức tăng từ 37.000 đồng trở lên, như số liệu chi tiết mà quý vị đang nhìn thấy trên màn hình. Quay trở lại với tỷ giá ngày hôm nay, tỷ giá đô la Mỹ quốc tế có xu hướng tăng trước thời điểm công bố biên bản cuộc họp quan trọng tháng 6 của Fed. Động thái tăng giá của đồng bạc xanh được đưa ra ngay cả khi lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm, với việc dữ liệu báo hiệu rằng tăng trưởng trong lĩnh vực dịch vụ có xu hướng chậm lại, trong đó trái phiếu 10 năm của Mỹ đang chứng kiến chuỗi giảm dài nhất trong vòng 16 tháng qua. Còn tại ngân hàng nhà nước Việt Nam, giá 1 đô la Mỹ bán ra tại mức là 23.826 đồng, tăng 6 đồng, mua vào tại mức 22.975 đồng. Giá đồng euro niêm yết chiều bán ra neo tại 28.221 đồng, giảm 87 đồng, còn chiều mua vào neo tại 26.577 đồng, giảm 82 đồng. Vậy tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ hôm nay được công bố tại mức là 23.181 Việt Nam đồng trên đô la Mỹ, tăng 6 đồng so với cùng giờ trước. Còn tại các ngân hàng, thị trường chứng kiến một số điều chỉnh tăng. Trong tỷ giá đô la Mỹ, khi BIDV và Techcombank lần lượt tăng 10 đồng và 13 đồng ở cả hai chiều mua bán,
Vietinbank thì tăng 5 đồng, còn Sacombank thì niêm yết lên 8 đồng so với mức ghi nhận cùng giờ hôm qua. Giá mua đô la Mỹ tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng từ 22.870 đến 22.910 Việt Nam đồng, còn khoản bán ra thì tại mức 23.080 đến 23.125 Việt Nam đồng. Trong đó, BIDV và Sacombank có giá mua đô la Mỹ cao nhất, còn giá bán thấp nhất thì chỉ nằm ở Eximbank. Chứng khoán Mỹ giảm điểm vào ngày thứ 3-6 tháng 7 khi phố Wall khởi động tuần mới với lo ngại rằng có thể giai đoạn phục hồi nền kinh tế tốt nhất đã bị bỏ qua. Kết thúc phiên thì chỉ số Dow Jones giảm 0,6% xuống 34.577 điểm, chịu sức ép bởi đà sụt giảm của nhóm cổ phiếu Dow Jones, Caterpillar, JP Morgan và Chevron. Chỉ số S&P 500 thì cũng giảm 0,2% xuống 4.343 điểm sau khi chạm mức cao kỷ lục vào đầu phiên. Chỉ số này cũng đã chấm dứt chuỗi 7 phiên tăng liên tiếp dài nhất kể từ tháng 8 năm 2020. Trong khi đó, thì chỉ số Dow Composite lại tăng 0,17% lên 14.663 điểm, mức đóng cửa cao kỷ lục mới. Cổ phiếu của Amazon tăng gần 5% sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ hủy hợp đồng đám mây JD trị giá hơn 10 tỷ đô la với Microsoft. Thay vào đó, bộ này đang nhận được những đề xuất từ Amazon. Mặt khác, thì các cổ phiếu trong phiên cũng bị bán mạnh khi lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ rớt mốc 1,4%, thêm bằng chứng cho thấy các nhà đầu tư đang nghi ngờ về sức mạnh của nền kinh tế. Cổ phiếu tại châu Á biến động trái chiều vào ngày thứ Tư sau khi phố Wall giảm điểm với chỉ số S&P 500 kết thúc chuỗi 7 phiên leo dốc liên tiếp. Nhà sản xuất ô tô điện Trung Quốc là Xpeng đã ra mắt lần đầu tiên tại Hồng Kông vào ngày thứ Tư. Cổ phiếu này đã giảm 0,3% so với giá phát hành trong phiên buổi chiều sau khi tăng gần 2% vào đầu phiên. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông cũng giảm 0,73% tính đến giờ cuối cùng. Chứng khoán Trung Quốc đại lục đóng cửa cao hơn với Shanghai tăng 0,66% lên 3.553 điểm. Còn tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,96%, đóng cửa tại mức 28.366 điểm. Kospi của Hàn Quốc cũng giảm 0,6%, xuống còn 3.285 điểm với những sự lo lắng về sự bùng phát trở lại của COVID-19 đè nặng tâm lý nhà đầu tư. Chịu ảnh hưởng từ lãi suất kho bạc Mỹ giảm thì cổ phiếu của Mitsubishi UFJ giảm 1,99%, Mizuho giảm 1,89% và tập đoàn tài chính Sumimoto Mitsui giảm 1,83%. Còn tại Việt Nam thì diễn biến dần co chi phối phần lớn thời gian giao dịch trong phiên hôm nay. Mặc dù cho VN-Index duy trì được sắc xanh tới cuối phiên, nhưng độ rộng thị trường nghiêng hoàn toàn về bên bán. Điều này cho thấy tâm lý giao dịch của nhà đầu tư vẫn chưa được cải thiện trước hiện tượng xanh vỏ đá lồng của thị trường. Sàn HOSE kết phiên thì ghi nhận 304 mã giảm, trong đó thì có 34 mã giảm sàn, áp đảo so với con số là 67 mã tăng và 25 mã đứng giá tham chiếu. VCB, BCM, SAB, VBB, VIB là những mã ảnh hưởng tiêu cực nhất đến chỉ số. Chiều ngược lại thì VHM, GAS, HBG, BID, CTG, TCB là những cổ phiếu tăng điểm trong phiên. Kết phiên thì chỉ số VN-Index tăng 2,49% lên 1.388 điểm, HNX Index tăng 0,41% lên 319,83 điểm, Upcom Index thì tăng 0,08% lên 89,14 điểm.